Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với một số vlog hết sức đặc biệt. Và ngày mai thì Gam sẽ lên đường sang Mỹ để du đấu tại Chung kết thế giới 2022. Và ngày hôm nay Văn Tùng sẽ cùng các bạn đến thăm gaming hall của Gam cũng như để xem là họ sẽ chuẩn bị gì cho Chung kết thế giới 2022 nha anh em nhé. Let's go. Một nhân vật rất quen thuộc đối với những khán giả hâm mộ Gam cũng như là những khán giả theo dõi liên minh tại lâu đời tại Việt Nam, đó là anh Izumin, người sẽ đón chúng ta ở tại show vlog lần này. Trời ơi. Hello các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong Gaming House để tham quan Gaming House. Thực ra thì Gam cũng đã có một video về Gaming House, mình cũng đã reaction ở trên kênh rồi. Thế nên số này chủ yếu là mình sẽ sang để phỏng vấn các tuyển thủ của Gam cũng như là phỏng vấn ban quản lý xem là họ sẽ chuẩn bị gì cho Chung kết thế giới khi mà ngày mai đã ra sân bay rồi. Ok, mời mọi người vào nhé. Ngày mai là Gam sẽ bay. Thì bọn anh có đang bắt đầu mua một số những cái đồ mà linh tinh vứt hết tùm lum ở đây. Chưa có gọn gàng gì lại cả. Đến thì có thể bắt đầu show một chút. Cái này là mì để chuẩn bị cho Chung kết thế giới đấy hả anh? Cái này là ban quản lý sẽ chuẩn bị trước cho các tuyển thủ chứ không phải là tuyển thủ tự mang từng cái một đúng không? Đúng rồi. Mì gói, tương ớt rồi bánh gạo. Ở dưới đây là còn có các cái món snack nhỏ. Thật ra thì với kinh nghiệm của anh mà khi mà đi mấy cái giải lớn như này thì những cái này mình mang cũng chỉ mang ít thôi, không cần phải mang quá nhiều. Bởi vì cái này ở giải đấu thì Riot Games họ đã có rất là nhiều các snack, các thứ dành cho đội rồi. Tuy nhiên thì đôi khi các bạn sẽ thèm những cái hương vị quê nhà. Và chưa kể có một cái thứ không thể thiếu được đấy là thuốc. Khẩu trang rất quan trọng. Đây đang giải rất căng về Covid-19 ngày hôm qua thì mình có làm giải và giải delay rất là nhiều vì Covid-19 rồi. Đây là những cái công tác chuẩn bị rất là tâm lý của ban huấn luyện dành cho các tuyển thủ. Mình có một số những cái món đồ để cầm để cho là những cái bạn nào mà không được đi á. Thì giống như kiểu là những cái bạn đó sẽ hiện diện. Rồi, hiểu. Có hàn cây này, có Tomio này. Pha là bạn quản lý này. Đây là bạn Ray, bạn cũng sẽ gọi là ở nhà để hỗ trợ cho anh em. Có một cái tí support đấy. Thì mỗi bạn sẽ có một cái gói thuốc cơ bản, ví dụ như là cái bình xịt mũi, tại vì gọi là rửa mũi này. Rồi có mấy cái thuốc kiểu paracetamol, rồi có cả vitamin, bọn mình sẽ gói từng gói một và đưa cho các bạn có cờ Gam nữa. Gam time. Đấy là những cái chuẩn bị cơ bản thôi. Còn đây là về Gaming House thì các bạn chắc cũng đã biết rồi, nhưng mà Gaming House này mới nhất update là chỉ có thêm của 2022, thêm cờ của 2022. Lần gần nhất mình sang Gam Gaming House thì nó đợt đầu năm. Đợt này đi đến thì đã có thêm cờ của Gam 2022 với chức vô địch mùa xuân và chức vô địch mùa hè cũng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn nhẹ anh Izu, là bản thân anh thì cũng đã từng đi sang nước ngoài rất là nhiều. Không biết là đợt này thì anh có cảm xúc gì đặc biệt hơn so với những lần trước không? Nếu như mà những lần trước anh sang thì đều là với một vai trò là bình luận viên này, hay là vai trò là phóng viên này. 2017 này có sang Vũ Hán theo chân Gam luôn. Thì đấy là đợt đấy mình làm gọi là phóng viên. Nếu các bạn có xem lại một số những clip ở trên VTV ấy, mình có hay mình có một cái giọng cuối cùng đấy là xin chào, mình là Izumin, phóng viên thường trốn của VTV tại Vũ Hán, Trung Quốc. Thì lần này không còn là vai trò là phóng viên hay là biên tập viên hay là kiểu bình luận viên nữa, và bọn mình sẽ là một vai trò quản lý. Cái này thì có những cái trách nhiệm cao hơn rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân anh Izu lên thăm các tuyển thủ xem là họ sẽ chuẩn bị những gì về hành lý, xem là về tinh thần thi đấu hay là về tâm lý hiện tại của họ. Let's go. Ở đây thì là có các cái hình ảnh của SEA Games. Nói chung là cũng muốn tặng cho các bạn một cảm giác là nhớ lại những cái thành tích mà mình đã từng đạt được. Có thể gọi là một di sản dành cho Gam Esports trong nhiều năm về sau. Khi mà tổ chức tiếp tục phát triển thì đây vẫn luôn luôn là một cái thành tích mà các tuyển thủ thế hệ sau của Gam có thể sẽ tiếp tục nhìn vào và phấn đấu thêm. Năm nay có Tùng đấy. Yeah, 2019. 2019 mình từng làm phân tích viên ở Gam và cũng đã từng cùng Gam lên ngôi vô địch ở Việt Nam Championship Series, cũng như là năm 2019 cũng là năm gần nhất mà Gam đi chung kết thế giới, cũng là năm gần nhất mà Việt Nam có một đại diện ở tại World Championship. Đây sẽ là phòng vụ của các thành viên bên phía Gam. Bọn mình sẽ có khoảng 5-6 bạn ở đây. Hello, hello mọi người. Hello, hello, hello Sang. Hello. Bên trong này chắc là Style. Đây là phòng ngủ của các thành viên Gam Esports các bạn ơi. Fia thì đang sắp xếp hành lý để ngày mai bay, còn Bia thì sao? Bia hành lý đâu em? Hành lý trong kia. Phỏng vấn nhẹ BA trước, là đây là một giải đấu quốc tế đầu tiên của BA đúng không?
cảm xúc của em như thế nào hiện tại? Có đang háo hức hồi hộp để ngày mai lên đường sang Mỹ không? Cảm xúc đầu tiên của em là nói chung là rất là nóng lòng để bay qua qua Mỹ. Tại đây cũng là lần đầu tiên mình gọi là đi sang một nơi rất là xa. Thì cảm giác háo hức mong chờ. Cái lần vừa rồi sau khi mà nghe tin đậu visa thì cảm xúc của em lúc đấy nó như thế nào? Cái lúc mà đậu visa xong thì không có cái từ gì diễn tả ngoài một từ là vui. Đây chắc chắn sẽ là một kỳ chung kết thế giới rất là đáng nhớ đối với BE. Còn hành lý của BE thì nó có gì đặc biệt không BE? Có thể giới thiệu cho mọi người về hành lý mà em chuẩn bị mang theo ở chung kết thế giới 2022, và nó có một cái món đồ nào đó mà em tâm đắc nhất cũng như mang theo để gọi là hơi tâm linh một chút không? Có chứ. Có hả? Em có đem theo cơ bản sẽ là quần áo này, có một cái gối để ngủ ở trên sân bay của Logitech. Nhà tài trợ Logitech cũng đã rất là tâm lý với một cái gối. Tâm linh là mình có đem theo đồ chùa mà. Bánh cho nó hên lên đồng. Càng. Nói chung là cũng cái này là có đem theo hai sách để đọc trên máy bay. Thời gian nó bay mười mấy tiếng thì nó rất là lâu, thì thời gian rảnh thì đọc sách hoặc là sẽ xem mấy cái video trên điện thoại, mấy video mà hôm nay Play In đánh á thì mình có tải về để xem. Đợt này thì chúng ta đã biết bảng rồi, không biết là BE có háo hức trông chờ vào việc sẽ đối đầu cùng với tuyển thủ nào hay là đội tuyển nào tại chung kết thế giới không? Bảng của mình là bảng C. Thì mình có Rose với cả Toy Sport đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì mình nghĩ bảng đó thì bảng nào cũng là bảng khó cả. Quan trọng là mình và team sẽ tập trung và có một tâm lý rất là ổn định để thi đấu tốt nhất có thể. Ok, cảm ơn BE về chia sẻ về hành lý cũng như là những cái tâm lý của BE trước khi sang Mỹ du đấu trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà có thông tin visa cho tới việc là ngày mai sẽ là ngày mà Gam ra sân bay rồi. Rất là háo hức trông chờ cho màn trình diễn của BE ở tại chung kết thế giới 2022 này. Cảm ơn BE nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển sang phỏng vấn thành viên tiếp theo trong cái căn phòng ngủ này. Đó là Kia, đứng trên của Gam Esports. Kia đang chuẩn bị hành lý hả em? Đúng rồi. Hành lý mang theo nhiều không nhỉ? Có những gì nhỉ? Những cái đồ này là em chỉ cất vào tủ thôi. Còn đây là hành lý của em mang đi. Đây là trong vali thì tất cả đều là đồ sẽ mang, em sẽ mang qua đó. Toàn là quần áo không à? Đây anh thấy ngoài quần áo ra còn thêm cả cái vòng đeo cổ của Logitech nữa. Logitech chắc là tặng cho mỗi thành viên trong ban huấn luyện cũng như là cả các thành viên của Gam mỗi người một cái gối đeo cổ, gối để cổ như thế này, gối chữ U để có thể đi máy bay cho nó thoải mái. Mà không biết là trong kho đồ của Kia đợt này chung kết thế giới thì nó có gì đặc biệt mà Kia muốn chia sẻ đối với khán giả không? Đặc biệt thì cũng không có nhiều gì đâu. Em thấy đúng là đồ kiểu mặc thì qua đó kiểu mặc qua ngày thôi, những cái đồ bình thường thôi. Cái gì đây? Thiệp của bạn gái à? lộ thế nhiều. Đợt gần nhất mà em đi chung kết thế giới là 2019, cũng là lần đầu tiên em đi chung kết thế giới. Thì đợt đấy với đợt này thì em cảm thấy có gì khác nhau? Đợt đó thì lần đầu tiên em đi thì nó cũng khác biệt nó lần này nhiều. Tại vì lần này thì là đúng lần hai em đi thì nó cũng nó khác lần trước, tại trước lần đầu đi mà. Thì cái lần đầu thì nó sẽ rất là kiểu hồi nó hộp khác, đúng không? Nó khác biệt rất là nhiều. Lần này thì có háo hức trông chờ là mình sẽ thể hiện tốt ở trận chung kết thế giới không? Dạ có, rất là háo hức. Tại vì cũng khá là lâu rồi VCS mới trở lại đấu trường quốc tế chung kết thế giới lần này, thì em rất mong là mình sẽ mong là thể hiện được tốt để mà cho mọi người thấy được là VCS mình không hề dở. Và có một điểm đặc biệt là Kia 2019 thì đi theo dạng là mid lane, còn đợt này thì top lane, thì cái sự tự tin của em ở top lane nó có cao hơn so với 2019 không? Chắc là có rồi, tại vì top lane là cái lane mà mình gọi là cái lane chuẩn nhất của mình rồi, thì mình chắc chắn mình phải tự tin chứ. Chưa kể là ngày hôm qua thì mình có bình luận chung kết thế giới cũng như xem chung kết thế giới thì thấy là top bây giờ đánh toàn Aatrox với K-Sấu rồi. Đó là hai con tướng mà Kia có tự tin là thể tốt ở tại chung kết thế giới lần này không? Em chắc chắn sẽ tự tin, tại vì hai con đó là cũng là hai con gọi là trang tủ của em hồi xưa giờ. Câu hỏi bên lề một chút cho khán giả kênh Văn Tùng này. Em có tự tin là đánh Aatrox hay như sao cho mừng? Sao cho mừng? Sao cho mừng thì đánh thì Aatrox cũng ghê á. Nói chung là
Em nghĩ em với sau cho Mân thì cũng ngang ngang nhau hơn. Yeah. Ok, cảm ơn Kia nha. Cảm ơn Kia nha vì những chia sẻ về cái kho đồ mang theo cũng như là những cái tâm lý thi đấu trước thềm chung kết 2022, và chúc cho Kia nha sẽ có phong độ tốt nhất ở tại World Championship và ngày mai thì lên đường thuận lợi bình an nhé. Cảm ơn Kia nha. Nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Đây là Style xạ thủ của Gam Esports, người thứ ba ở trong căn phòng ngủ này, và không biết là Style đã chuẩn bị gì cho hành lý sang chung kết 2022 nhỉ? Thì hành lý của em cũng thì cũng không có gì đặc biệt nữa. Thì kiểu nghe anh Hiệp đồ nói là ở bên kia kiểu bên Mỹ khá là lạnh nên là em lạnh kiểu đồ giữ ấm cho mình thôi. Dạ dạ dạ. Có một món trang bị nào theo kiểu là dạng dạng tâm linh mà em mang theo để mà boost tinh thần hay là boost sức mạnh cho bản thân không? Kiểu gia đình em thì chắc gửi kiểu gửi lời nói, gửi tình cảm cho mấy cái đồ thì đồ đặc biệt thì em không có. Đây cũng là chuyến du đấu đầu tiên của Style đúng không? Dạ. Cảm giác của em đợt chung kết thế giới này so với cái giải đấu gần nhất mà em tham dự đó là cái đợt SEA Games vừa rồi ở tại Hà Nội thì nó có gì khác nhau? Thì em nghĩ là đợt SEA Games với cái đợt chung kết thế giới này khá là khác nhau hoàn toàn luôn. Kiểu SEA Games thì mình kiểu thi đấu các cái đội mà nước ấy thì eSports Liên Minh Huyền Thoại yếu hơn đúng không? Yếu hơn hẳn, còn chung kết thế giới thì nó sẽ một cái tầm khác. Dạ dạ dạ, đây chắc chắn sẽ là một cơ hội rất là tốt để Style có thể thể hiện, và em có tự tin là mình cùng với BE sẽ trở thành một cặp đôi được dưới mạnh ở tại bảng C không? Em nghĩ em kiểu cũng khá là tự tin. Dạ dạ dạ. Cái meta hiện tại thì nó đang có một chút sự chuyển dịch, nhưng mà em có tự tin rằng mình cùng với BE sẽ đánh ngang kèo với các cái bot lane ở tại bảng C như kiểu là của Rogue hay là của Toysport không? Em nghĩ là ý là trình độ của Việt Nam mình thì cũng không có kiểu thấp hơn so với họ, em nghĩ là dạ 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 ngang nhau. Cảm ơn Style rất là nhiều vì những chia sẻ và sự tự tin của Style với màn trình diễn của mình ở tại chung kết thế giới, và chúc cho Style cùng với BE sẽ trở thành một cặp đôi đường dưới xuất sắc ở tại bảng C cũng như là sẽ cùng với Gam đi xa nhất ở tại chung kết thế giới 2022 này. Okay, cảm ơn Style. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên phía trên để xem là còn các tuyển thủ khác sẽ chuẩn bị gì cho chung kết thế giới 2022 anh em nhé. Let's go. Đây là phòng train. Phòng training của Gam, và chúng ta có hai nhân vật ở đây, đó chính là KT cùng với Hankai. Hello Hankai, Hankai đang làm gì đây? Em ngồi coi lại mấy trận ngày hôm qua. Đang ngồi nghiên cứu lại các trận đấu ở tại chung kết thế giới. Đợt này thì Hankai sẽ không cùng với Gam sang bên Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ ở nhà và theo dõi chung kết thế giới rất là sát sao cũng như hỗ trợ từ xa. Thì không biết là Hankai cảm thấy như thế nào về kỳ chung kết thế giới này, có cảm thấy háo hức để trông chờ vào màn trình diễn của Gam không? Thì chung kết thế giới lần này thì em cảm thấy là đội hình Gam rất là có tiềm năng để mà sẽ tiến xa hơn là những cái đợt trước á, cho nên là rất là háo hức. Hankai thực ra thì mùa này cũng khá là giống mình 2019, đó là mình cũng là phân tích viên và mình cũng ở nhà để xem chung kết thế giới và hỗ trợ cho đội tuyển từ xa, theo dõi rất là sát sao các diễn biến của chung kết thế giới và đóng góp cho ban huấn luyện về việc là sẽ thi đấu như thế nào cho hiệu quả tại chung kết thế giới. Và lần này thì Hankai cũng sẽ có một nhiệm vụ tương tự là như vậy. Đợt này thì theo như Hankai đánh giá thì tại bảng C nó sẽ là một cái cơ hội như thế nào dành cho Gam ở tại chung kết thế giới? Thì em nghĩ là bảng C này là cái bảng mà nếu mà Gam có sự chuẩn bị tốt và đánh đúng sức mình và cộng thêm một tí may mắn từ những cái đối thủ mà được coi là sẽ rất là dễ để mà chốt á. Yeah, yeah. Thì tỷ lệ cao là tụi mình sẽ vượt qua được vòng bảng và có thể là tiến xa hơn nữa. Rồi, rất là cảm ơn Hankai về những chia sẻ của một phân tích viên của Gam và chuẩn bị cho chung kết thế giới 2022. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang với nhân vật thứ hai trong phòng training hiện tại, đó là KT. Trước thềm chung kết thế giới thì có vẻ như KT đang giải trí một chút vì ngày mai lên máy bay rồi, nên là lúc này thì Gam đang có một ngày off để có thể nghỉ ngơi và giải trí và chuẩn bị tâm lý thi đấu tốt nhất. Không biết là hành lý của đợt này KT mang theo thì nó có gì đặc biệt không? Lý quan mang chắc cũng đồ, với lại mang đồ cho bạn thôi. Cũng em nghĩ vậy. Gia đình hay bạn bè có gửi một món trang bị đặc biệt nào đó để mang theo? Thì ấy là cũng có mấy bạn fan hay kiểu gửi mấy cái khăn đeo cổ cho khỏi lạnh. Thực ra thì mình muốn phỏng vấn KT nhiều hơn một chút về cái tâm lý của KT, bởi vì rất là nhiều mùa KT đã lỡ nhịp với các cái giải đấu quốc tế lớn, nhưng đây là một mùa chung kết thế giới mà KT sẽ góp mặt với tư cách là một người chơi đứng giữa của Gam Esports. Thì không biết là cảm xúc của KT sau khi mình nhận được thông tin là mình đã có visa sang Mỹ, cũng như là cảm xúc là ngày mai mình sẽ lên đường sang Mỹ để có thể dự đấu chung kết thế giới nó như thế nào?
Kiểu em là người kiểu rất là tự tin á. Đây kiểu là một cái em vô địch 5 lần rồi. Mà đây là lần đầu tiên mà em đi, chắc cũng là cơ hội mà em kiểu là mọi người sẽ cũng có một cơ hội kiểu mà đi đến nước ngoài thôi chứ không có nhiều. Đây sẽ là một cơ hội để em kiểu là nắm bắt kiểu thật là chặt để mà em thể hiện bản thân mình sau suốt mấy mùa qua mà không em không đi được. Dạ. Mình hiểu cảm xúc của KT, chắc nó sẽ là một cái cơ hội mà KT rất là chắc chiu để có thể thể hiện mình. Hôm trước ở tại họp báo thì cũng mọi người cũng đã hỏi là KT tự tin như thế nào khi mà phải đối đầu cùng với Nai của Toy Sport tại khu đứng giữa tại bảng C. Thì không biết là ngoài Nai ra thì KT còn muốn đụng độ với Midland nào đó khác ở tại châu Âu giới mà cái lối chơi mà KT muốn học hỏi từ họ hay là muốn đối đầu với họ để có thể kiểm chứng bản thân không? Trước giờ là kiểu em hay xem Rookie. Đây là chứ em thường em cũng không có hâm mộ gì ở mấy kiểu Midland thế giới nhiều. Em xem kiểu Rookie thời đợt mà kiểu đánh với thế giới á. Em cũng thích đánh này em cũng mới xem thôi. Rookie ở nhà thì cũng hơi buồn, em cũng muốn gặp Rookie nhưng mà cũng hơi buồn. Ok, cảm ơn KT rất là nhiều. Hy vọng là KT sẽ tận dụng tốt cái cơ hội lần đầu tiên đi du đấu của mình để thể hiện tốt nhất ở tại chung kết thế giới 2022, đặc biệt là tại bảng C có những Midland rất là đáng chú ý như là Nai chẳng hạn. Thì hy vọng là KT sẽ có tâm lý thi đấu tốt cũng như là có màn trình diễn tốt ở tại chung kết thế giới 2022 nhé. Cảm ơn KT nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để phỏng vấn các thành viên còn lại nha anh em nhé. Phòng này là phòng của huấn luyện viên trưởng Jackie Win. Hello Jackie. Huấn luyện viên trưởng của Gam Esports. Văn Tùng đang đến Gaming House của Gam để phỏng vấn các tuyển thủ cũng như là phỏng vấn ban huấn luyện xem là mọi người đang chuẩn bị gì cho việc là ngày mai sẽ lên đường ra sân bay sang Mỹ. Thì không biết là Jackie Win đang chuẩn bị, đang hành lý như thế nào rồi nhỉ? Tại vì mình đang chọn đồ nên là các phòng nó hơi bừa bộn xíu thì mình mới vừa đi gọi là đi lấy bộ vét. À, bộ vét để bắn pick đúng không? Đúng. Thì mình sẽ mang hai bộ, một bộ màu kem với một bộ màu đen. À, đợt này thì ngoài trừ quần áo và những cái đồ ăn nhanh của ban huấn luyện chuẩn bị thì không biết là Jackie có mang thêm một món đồ đặc biệt nào? Đặc biệt nhất thì chắc là cuốn sổ. Cuốn sổ bán pick đúng không? Đúng lại rồi. Là một dụng tại cụ. Mình thì phải dùng cuốn sổ này. Tâm linh đúng không? Tâm linh hơi nặng đúng không? Như các bạn thấy thì ban huấn luyện cùng với ban quản lý và các tuyển thủ đều chuẩn bị rất là kỹ về hành lý di chuyển sang Mỹ. Ngoài ra thì Văn Tùng đang muốn hỏi một chút về Jackie trong công tác huấn luyện và chuẩn bị cho chung kết thế giới 2022. Thì chúng ta đã biết bảng đấu rồi và chúng ta cũng đã phần nào đó xác định ra các đối thủ của mình ở tại bảng C. Thì không biết là trong khoảng thời gian này thì Jackie đã huấn luyện team như thế nào hay là hẹn lịch trên ra sao ở tại chung kết thế giới 2022 khi mà ngày mai chúng ta đã lên đường sang sân bay rồi? Thì lịch tập luyện là mình đã gọi là đã kín từ cái kín luôn rồi. Như sau trận chung kết đó là đã kín từ cái khúc đó cho tới khúc mà mình bay. Còn cái khúc mà đi qua tới New York thì là mình đã có full 2 ngày đầu và ngày thứ 10. Thì các team mình sẽ tập luyện là sẽ có Hi Chu, Đam Quang Gaming, Quang Thông Việt Thiếp và Sina hiện tại như đó. Còn chắc là qua đó thì sẽ có thêm đội bên CFO của Đài Loan, cũng là một kiểu đối tác tập luyện thân thiết của em. Ngày hôm nay thì sáng nay thì Jackie có xem những trận đấu ở tại giai đoạn vòng play không? Mình đặc biệt là màn trình diễn của SKB. Thì mình nên là xem xong rồi mình cảm thấy là meta nó chưa có hình thành, chưa rõ ràng đúng không? Có những đội thích đánh những vị tướng này, có những đội thích đánh vị tướng như thế nào, cũng cần thêm thời gian. Ngoài đó thì tụi mình cũng sẽ chuẩn bị, như là ngày mai các bạn biết là sẽ bay 20 tiếng trên máy bay, hành trình rất là dài nên là ban huấn luyện cũng sẵn sàng kiểu đưa cho những bạn những video clip của các đội mà sẽ đối đầu như là Rock, Top Esports hay Gandit, thì để mà các bạn có thể xem trên máy bay để mà mình ghê là mình chuẩn bị sẵn các đối thủ của mình đúng không? Dạ. Nó sẽ tốt hơn. Jackie là người cuối cùng của Gam có visa. Thì không biết là lúc mà nhận được thông tin là mình đã đậu passport visa thì không biết là lúc đó thì cảm xúc của Jackie như thế nào? Như chia sẻ với Tùng là mình là người đầu tiên được giữ hộ chiếu. Hộ chiếu lại. Là người đầu tiên cũng là người duy nhất của đội Gam luôn. Để đó trừ Levi ra, là Levi không ứng sao thì mình bị thiếu giấy tờ nên là phải bổ sung thêm. Bổ sung thêm xong rồi gửi qua bưu điện. Mình về đây xong rồi ta gửi về Sài Gòn xong rồi mình lại gửi qua Hà Nội lại, thì nên là phải chờ giấy tờ của bên God gửi qua Việt Nam nữa nên là mình là người cuối cùng. Mặc dù là truyền thông này nọ mọi người rất là kiểu tự tin, anh TK anh Hiệp rất là tự tin, nhưng mà trong lòng mình thì mình nghĩ là mình đang tìm cách đi mang bút online rồi. Nhưng mà hên quá là hai hôm trước là hộ chiếu về kịp. Và không biết là sau khi chứng kiến màn trình diễn của SKB vào sáng nay thì cảm xúc của Jackie Win như là có cảm thấy ngứa ngáy tay chân hay là có cảm thấy muốn khao khát thể hiện mình ở tại bảng C không? Cái khao khát đó nó không đến được việc mà nhìn thấy SKB đánh, là cái khao khát đó là
ấp ủ rất lâu rồi, tại vì mình đã làm huấn luyện viên 4 năm mà. Mình đã hụt một lần đi chung kết thế giới tại 2019, lúc đó là Flash Huluki. Rồi lại mình thêm 2 năm dịch là hụt 2 lần Trung Quốc, ít 1 lần Trung Quốc, 2 lần Ireland. Đó, thì là hụt rất là nhiều nên cái khá nó rất là lớn rồi. Còn khi mà mình nhìn SGB đánh thì mình thấy kết quả đó là đúng hơn, tại vì mình tự tin là SGB có thể thắng hết tất cả các đội ở tại wildcard. Bất kể là đội nào. Hiển nhiên là mình nhìn Madlen đánh thì mình cũng thấy cảm giác là nếu mà SGB gặp Madlen ở trong đêm thì mình nghĩ là khả năng thắng rất là cao. Tại vì nhìn Madlen nhìn rất là lượm thượm ấy. Xin được cảm ơn các Jackie Win về những chia sẻ về hành lý mang theo rất là kỹ càng với cuốn sổ bắn pick, rồi vest, rồi các quần áo hay là thuốc men, và thêm cả những chia sẻ của Jackie Win về cái tâm lý của Jackie trong khoảng thời gian vừa qua và sự chuẩn bị kỹ càng dành cho các tuyển thủ của GAM ở tại chung kết giới 2022 này. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển sang các phòng khác để xem các thành viên khác của GAM sẽ chuẩn bị gì nha anh em. Cảm ơn Jackie, thank you Jackie. Ok, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo của vlog lần này sẽ là Lê Vi, đội trưởng của GAM Esports. Chúng ta biết được là ở GAM thì còn có một phòng giải trí phía dưới với rất nhiều những cái bàn bida hay là có cả chỗ tập gym nữa. Thì theo như mình biết thì Lê Vi đang ở phía dưới này chơi bida, nhưng mà xuống phỏng vấn luôn anh em nhé. Xin chào các bạn, đây là Fato, quản lý của GAM và cái mình đang là đội trưởng GAM Esports, Lê Vi. Đầu tiên là dành cho Fato, Fato sẽ cảm thấy như thế nào khi mà đội mình sẽ có một chuyến du đấu rất là xa vào ngày mai? Sau rất là nhiều ngày, kiểu cả team đã cố gắng giành chức vô địch và có một tấm vé đi chung kết thế giới thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn ạ. Thì đến lúc đấy là mình sẽ ở nhà, nên là mình dành hết tình cảm cho anh Izu để take care cho cả team. Ok, xin cảm ơn những chia sẻ của quản lý Fato. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn đội trưởng của GAM Esports, Lê Vi. Lê Vi này, anh cùng với em cùng làm việc ở GAM năm 2019 và chúng ta cũng đã có một kỳ vô địch VCS, sau đó thì đi chung kết thế giới. Thì cảm xúc của em năm 2022 này sau 3 năm đi chung kết thế giới thì lần tiếp theo mà Lê Vi sẽ góp mặt tại đấu trường lớn này, thì không biết cảm xúc của em như thế nào so với 2019? So với 2019 thì em thấy thiếu sao, không biết thiếu ai. Thiếu gì? Thiếu anh Tùng mà ta. Đấy, đùa thôi chứ. Thì đợt 2019 thì đợt đấy thì em cũng mới về GAM. Cho nên là mọi thứ, cái môi trường hay là cái trách nhiệm, cái kinh nghiệm mình làm đội trưởng nó cũng chưa được nhiều. Cho nên là sau 3 năm thì lần này thì em cũng khá là tự tin. Em tự tin hơn lần trước và em hy vọng là cộng thêm một chút may mắn nữa thì mình có thể tạo nên một kỳ tích. Lần này đi thì em có chuẩn bị gì đặc biệt về hành lý so với 2019 không? 2019 đi sang Đức, lần này thì sang Mỹ, nó có gì khác nhau không nhỉ? Đi thì em nghĩ là nó giống hệt nhau thôi. Nhưng mà em hy vọng là lúc mà về thì em sẽ có nhiều hơn. Sẽ có nhiều thêm kiểu nhiều trận thắng không ấy. Top Esports Europe các thứ mà cố gắng lôi vào hành lý được thì lôi. Ok, bỏ túi các đối thủ tại bảng C đúng không? Sáng nay có xem SGB đánh không? Có xem mấy đêm bên SGB thì có. Nói chung em cũng gọi là có cái tinh thần cổ vũ người Việt Nam, nên là dậy sớm khoảng 7 giờ dậy, tại vì em nghĩ dự kiến chính là đánh mình delay, mình delay quá. Chuẩn bị 11 giờ đánh thì em lại buồn ngủ, nhưng mà em cũng cố gắng xem được và cũng rất là vui khi mà SGB có được chiến thắng đầu tiên. Sau khi chứng kiến SGB có được chiến thắng đầu tiên là tại World Championship thì em có cảm thấy ngứa ngáy tay chân không? Có cảm thấy muốn ngay lập tức thể hiện mình với các đại diện tại thế giới không? Em lớn rồi, nó cũng gọi là cái nó cũng điềm tĩnh dần rồi. Điềm đạm rồi. Nhưng mà thời gian của mình sẽ tới, không có gì để vội cả. Cảm giác của Levi như thế nào về meta đi rừng tại chung kết thế giới? Nó vẫn đang là một thứ gì đó rất là mông lung bởi vì nó chưa định hình cụ thể, nhưng mà cảm giác của em khi mà em đón nhận những phiên bản 12.16, 17.18 sau cái playoff ở tại VCS thì nó như thế nào nhỉ? Hôm trước em có nói chuyện với một anh ở bên Red Game và anh ấy có một câu rất là hay, đó là meta thì nó là thứ mà người thắng tạo nên, tức là mình vào mình đánh thằng nào thắng thì thằng đấy đấy là meta của thế giới. Thì em nghĩ ở thời điểm hiện tại mới đánh được có một ngày thôi, thì mặc dù cũng có một số những vị tướng được chọn đi chọn lại hay là có những cái lượt ban pick nó khá là tương đồng nhau, nhưng mà em nghĩ là vẫn chưa có lộ hết được ra một cái meta chung cho chung kết thế giới. Sẽ vẫn còn rất là nhiều những vị tướng nữa mà mình có thể gọi là làm quân bài ẩn. Mình nghĩ là đó cũng là một cái lời tuyên bố của Levi, là chúng tôi thực ra là còn nhiều bài có thể mang ra tại chung kết thế giới lần này. Và chắc chắn nó sẽ là những con bài được GAM chuẩn bị rất là kỹ càng để có thể thể hiện ở tại khu vực bảng C. Hỏi thêm một chút về Levi là em đánh giá như thế nào về các cái jungle ở tại thế giới, và em nghĩ rằng những người nào sẽ là những jungle xuất sắc nhất tại thời điểm này? Jungle xuất sắc thì nếu mà nói về
thực ra là ai cũng có những cái điểm mạnh riêng như kiểu ở bên Rock có Marang thì đánh cái lối chơi mà nhường tài nguyên hay là hỗ trợ đồng đội thì rất là tốt. Còn Tian hay là những người dừng Hàn Quốc thì tay to hay có những cái pha di chuyển cực kỳ thông minh. Nhưng mà nhìn chung thì em nghĩ những người đi dừng ở bên Trung và Hàn thì vẫn sẽ là những người đi dừng mạnh nhất ở thời hiện tại. Với vai trò đội trưởng thì Levi có cảm thấy áp lực hơn so với 2019 hay không? Như em chia sẻ thì 2019 thì cũng còn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc trong việc là dẫn dắt một team trẻ lắm. Nhưng mà bây giờ thì em đã chính thức trở thành đội trưởng của GAM trong nhiều mùa liên tục, và chắc chắn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như là các cái tuyển thủ khác ở trong đội hình của GAM thì đều là các cái tuyển thủ khá là trẻ. Thì em cảm thấy trách nhiệm của mình ở tại Chung kết thế giới lần này nó có nặng nề hơn so với 2019, hay là cái tâm lý của em có cảm thấy bị áp lực hơn không? Thực ra là em cũng cảm thấy khá là thoải mái thôi, tại vì bọn em cái layup này nó làm việc chung với nhau được rất dài rồi. Gần 2 năm rồi. Cho nên là bọn em cũng khá là quen với nhau rồi, cũng như là cách làm việc của bọn em thì nó cũng gọi là anh em cũng hiểu nhau hết rồi, cho nên là khi làm việc thì nó cũng bớt đi những cái xích mích và em nghĩ là nó cũng sẽ trơn tru thôi. Xin cảm ơn những chia sẻ của Levi về những gì sắp diễn ra tại Chung kết thế giới cũng như tâm lý của Levi ở tại thời điểm hiện tại khi phải dẫn dắt một đội tuyển có nhiều các tuyển thủ trẻ. Xin chúc cho Levi sẽ có được phong độ thi đấu tốt nhất và dẫn dắt những người đàn em của mình ở tại Chung kết thế giới 2022 này nhé. Ok, mình tính phỏng vấn thêm cả Tom Rio và Elio, nhưng mà theo thông tin mình nhận được thì hôm nay trước khi lên đường sang Mỹ thì Elio có về thăm gia đình. Còn Tom Rio thì đợt này thì Tom Rio lại không đi Chung kết thế giới, chỉ ở nhà để cổ vũ đồng đội ở tại nhà mà thôi. Thế nên cũng không phỏng vấn được Tom Rio vì Tom Rio cũng đã chắc là đi đâu đó chơi rồi. Ok, vừa rồi là dạo quanh một vòng gaming house của GAM để có thể phỏng vấn các tuyển thủ. Rất là cảm ơn anh Izu đã tạo điều kiện để Văn Tùng có thể đến thăm các tuyển thủ và phỏng vấn họ trước khi đến với kỳ Chung kết thế giới 2022 này. Và Văn Tùng xin được gửi một món quà nho nhỏ đến GAM và xin chúc cho GAM sẽ có được tinh thần thi đấu tốt cũng như là một phong độ tốt nhất ở tại Chung kết thế giới 2022 này. Cho anh hỏi là cái này có chia được không đấy? Cái này có chia ra thành các phần nhỏ đấy mà tặng GAM đúng không? Nếu không chia ra các phần nhỏ thì đại diện anh Izu nhận dùng. Các bạn biết ai ăn cái này rồi đấy. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho GAM ở tại hành trình Chung kết thế giới 2022 này. Vòng bảng chắc chắn sẽ là một vòng nó rất là khắc nghiệt và hy vọng là các bạn sẽ theo dõi, ủng hộ, support hết mình dành cho các tuyển thủ để họ có tinh thần thi đấu tốt nhất. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn anh Izu và GAM đã tạo điều kiện để Văn Tùng có mặt tại đây và làm cái vlog lần này. Nhân dịp này thì GAM cũng gửi một món quà gọi là nhà trông được, không có gì thiếu cả. Nghe nói là Văn Tùng rất thích Monster Energy thì đây tặng thùng một thùng luôn. Cảm ơn GAM rất nhiều vì món quà này. Đây chắc chắn sẽ là gọi là lương thực thực phẩm rất là cần thiết cho Chung kết thế giới, bởi vì các bạn biết là giờ đánh Chung kết thế giới thì rất là khắc nghiệt. Và hôm qua lúc mà trận đấu nó delay đến tận 7-8 giờ sáng thì mới xong được game 3 thì mình rất là cần những cái năng lượng đến từ Monster Energy để có thể chiến đấu tại Chung kết thế giới lần này, và hy vọng là nó sẽ giúp mình có thêm sức để chiến đấu cùng với Chung kết thế giới và cả trong việc cổ vũ GAM ở tại World Championship 2022 anh em nhé. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn anh Izu và GAM đã tạo điều kiện để Văn Tùng có mặt tại đây và làm cái vlog lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu của Chung kết thế giới 2022. Bye bye anh em.